Tập 19. Anh sao vậy anh Phong? Không sao đâu. Anh có làm cho em tỉnh giấc hay không Phi? Chắc là em phải phạt anh rồi đó nha. Vì anh làm em tỉnh giấc đó. Nè nè, mau dọn đồ ăn cho đi. Dạ. Vậy alo Maria, là mình đây. Ai vậy? Mát có đúng hay không? Dạ. Alo, alo. Nè cô, nếu như cô gọi đến mà lại không nói chuyện, tôi sẽ tắt máy đó biết chưa? Mình lại đi sai đây mà. Ôi, đồ điên. Nè, cô có bị điên hay không hả? Cô rảnh lắm hay sao mà gọi đến chọc tôi? Bạn của tôi đã chết lâu rồi mà không biết sao. Cô mà còn gọi điện làm phiền tôi nữa, tôi sẽ kêu bạn tôi hiện về bẻ gãy của cô luôn. Mình lại đi sai đây. Mình vẫn chưa chết mà Messi. Cô gọi tôi là Messi sao? Cô là ai chứ? Mình là Nisa mà. Nisa hả? Nisa. Số điện thoại nhà Nisa. Mà nè, cậu bình tĩnh nghe mình nói đã. Mình lấy điện thoại nhà để gọi cho cậu đó. Bởi vì mình gọi cho cậu bằng số của mình rất nhiều lần, nhưng mà cậu vẫn không chịu nghe máy của mình. Mình có rất nhiều chuyện muốn kể cho cậu nghe và giải thích với cậu rất nhiều mát à. Cậu ra ngoài gặp mình một chút được không? Mình cầu xin cậu mà mát. Hôm qua xong việc rồi, em thực sự mệt ơi là mệt. Nhưng mà anh đó khỏe ghê luôn, cả đêm không biết mệt là gì. Anh à, nhà mình có quy định là buổi sáng phải ăn sáng cùng nhau đó.
Cũng tốt đó, ít ra cũng là một khoảng thời gian trong nhà tất cả mọi người có mặt đông đủ. Tôi thấy đây là khoảng thời gian duy nhất trong ngày mà tôi cảm thấy khó chịu nhất đó. Được rồi, đủ rồi. Con người chúng ta phải chấp nhận với sự thay đổi. Có nhiều người sẽ đỡ buồn. Bà sẽ không phải càm ràm với tôi là bà đang ăn sáng một mình. Thà bây giờ ăn một mình còn hơn là nuốt không trôi đó. Ôi mẹ à, nếu như mẹ bỏ ăn rồi thì mẹ sẽ bệnh đó. À Tia, con muốn ăn cái gì? Con có muốn ăn món này hay không hả? Dạ cảm ơn. Chắc là không quen chứ gì. Nè, vậy là sao? Thì có nghĩa là thi ra pháp có thể không quen với nếp sinh hoạt của chúng ta đó mà. Có nhà to như vậy, có đồ ăn ngon, kiểu như là chưa từng có bao giờ đó. Đủ rồi. Và còn tự nhiên lại dùng họ ta con kia đam rong nữa. Chắc là thích lắm chứ gì. Tôi chưa từng nghĩ như vậy. Ôi, còn chối làm gì vậy? Không phải là ai muốn cũng có được đâu, nếu như không sử dụng cách làm đặc biệt như mẹ của cậu. Nè, bà đủ rồi đó. Làm sao chứ? Tôi chỉ nói chuyện với em trai mới của Vi thôi mà, có gì đâu. Để còn làm quen với nhau nữa, giống như ông mong muốn rồi còn gì. Cũng tốt, nếu như bà làm vậy thật thì tốt. Được rồi, vậy sẵn đây để tôi nói với bà và con gái của tôi luôn. Chuyện gì vậy ba? Kể từ ngày mai trở đi, ba sẽ để cho Ti làm quản lý ở Royal Airlines. Quản lý hả? Quản lý Royal Airlines? Đúng vậy. Bà có biết bà đang nói cái gì không hả? Quản lý cái gì chứ? Bà biết chứ. Biết ngay từ cái lúc mà ba biết về Ti rồi. Ti là con của ba, nó cũng có quyền mà người con ruột nên có từ ba. Nhưng tôi nghĩ là tôi không... Ti, con không thích những gì ba sắp xếp sao? Thật sự rất cảm ơn ông con kia, vì ông đã nâng đỡ cho tôi. Nhưng mà tôi không thể chấp nhận được. Tôi tới làm việc trong công ty của ông là bởi vì lúc trước tôi muốn làm công việc mà tôi yêu thích. Và bây giờ tôi đã làm được công việc đó rồi. Sao vậy? Muốn gây chú ý hay sao mà nói vậy chứ? Cậu đúng là giống y hệt như mẹ của cậu. Mẹ của tôi không liên quan gì hết. Nếu tôi sai thì cứ trách mắng một mình tôi là được rồi. Tôi xin phép. Ti à, con chờ một chút. Con đừng để bụng những lời mà bà ấy nói. Tôi không có để bụng gì hết. Vậy thì tốt. Những gì ba nói với con là thật sự ba muốn như vậy. Ba muốn con nhận được những quyền lợi mà con nên có. Tôi biết chứ. Nhưng mà thực sự thì tôi muốn tự mình cố gắng nhiều hơn.
Thật ra ba cũng đã biết câu trả lời từ mẹ con. Chúng ta không nên gặp nhau nữa, vì tôi nghĩ là tôi đã nói rõ hết với anh rồi. Có đúng là em đã nói hết với anh hay không? Nhưng mà anh tới đây vì muốn nói với con trai. Anh muốn để cho nó hỗ trợ quản lý công việc ở công ty. Hơn nữa là anh muốn chúng ta cùng chung sống với nhau trong ngôi nhà của ngày trước. Việc này tôi xin được từ chối anh, vì tôi và con sẽ trở thành rắc rối cho anh nhiều hơn. Em nhất định không chịu nhận điều mà anh muốn bù đắp cho mẹ con em sao? Được rồi, anh thừa nhận tất cả lỗi lầm là của anh. Dù thật sự anh cũng không biết anh đã làm gì khiến cho anh mất đi mẹ con của em giống như bây giờ hết. Lẽ nào em cũng không thể cho anh cơ hội để bù đắp cho mẹ con em sao? Tôi đã không còn nghĩ về chuyện quá khứ nữa rồi, vì tôi biết chuyện xảy ra giữa hai chúng ta trước đây, bản thân tôi cũng có phần sai. Anh hãy quên chuyện này đi. Tôi sẽ không gây khó khăn gì cho anh hết, và tôi cũng không ngăn cản anh và con gặp nhau. Giờ tôi và con cũng không thiếu thốn gì. Ti nó cũng trưởng thành rồi. Tôi tin là con đó muốn đi lên bằng chính năng lực của mình hơn. Thôi thì cứ để tôi về nói chuyện với con trước, rồi sẽ trả lời anh sau. Tôi không thể nào nhận tất cả ý tốt của ông được. Dù sao thì tôi cũng rất cảm ơn ông. Nhưng mà tôi có ước mơ của riêng tôi rồi. Con chấp nhận lời đề nghị của ba con đi. Nếu như phải tìm người sai thì người đó chính là mẹ đây, vì mẹ đã rời xa ông ấy trong khi ông ấy không biết ông ấy đã làm sai gì. Dạ, con sẽ cố gắng. Đừng có vì chuyện quá khứ của mẹ mà ghét ba của con. Mẹ không muốn Ti phải mang tội bất hiếu. Mẹ thấy chúng ta không cần phải chuyển tới đây đâu Ti. Nhưng mà con muốn mẹ được thoải mái hơn. Hơn nữa ở đây á, đi lại cũng thuận tiện hơn nhiều mẹ. Và quan trọng nhất là gần bác sĩ nữa. Nhưng mẹ thấy nó quá lớn so với nhu cầu của hai mẹ con mình đó Ti. Mẹ, nhưng mà đây á là mong muốn của chủ tịch mà, cũng là điều duy nhất mà con có thể đón nhận được. Không phải là vì bản thân con đâu, mà là vì mẹ thôi. Mẹ đã vất vả vì con bao nhiêu năm qua rồi. Không phải mẹ đã nói với con á là hãy mở lòng mình đón nhận chủ tịch hay sao? Có đúng không?
Ông nghĩ sao mà lại giao quyền quản lý lại cho nó vậy hả? Trong khi nó có coi trọng ông đâu. Tôi không quan tâm ti nó nghĩ sao về tôi. Tôi chỉ muốn chịu trách nhiệm thôi. Chịu trách nhiệm hả? Tự nhiên ông lại quỷ mị cái gì vậy? Nó và mẹ của nó biến mất 20 năm trời rồi. Tự nhiên bây giờ xuất hiện, ông chịu nhận nó là quá đủ rồi. Còn giao lại quyền quản lý là sao? Tôi nghĩ là tôi đã làm những điều tôi nên làm rồi. Tôi không quan tâm người khác nghĩ sao. Bao gồm cả tài sản của riêng tôi nghĩ là khả năng cũng có phần thừa hưởng. Vậy thì ông quá đáng lắm rồi đó. Không nhiều đâu. Hy vọng là bà sẽ không cản trở tôi. Đừng nha, tôi nhất định không chịu thua đâu. Ông đừng có làm gì. Thử mà coi. Cảm ơn nha. Sao có thể như vậy được chứ? Nisa đã chết rồi mà. Không thể nào như vậy đâu. Ai lại làm trò như vậy chứ? Mát à? Cô gọi tôi hả? Đúng vậy đó. Xin lỗi cô. Cô là ai vậy ạ? Mình là Nisa đây. Em thực sự không hiểu nổi ba luôn. Ba hành động như thể em tàn hình vậy. Cứ bình tĩnh đi. Chắc là chủ tịch có lý do của riêng mình thôi. Nhưng anh cũng biết là em không thích những điều phi lý như vậy mà. Đặc biệt là những việc cản đường của em. Cho dù bây giờ chức vụ của em ở công ty có cao cỡ nào đi chăng nữa cũng phải phụ thuộc vào chủ tịch. Em không làm gì được đâu. Giờ anh định đứng về phía em hay là đứng về phía đứa con rơi đó? Cậu ấy là em trai của em đó. Phi à, em hãy nghe anh đi. Hôm nay là ngày đầu tiên trong cuộc sống hôn nhân của chúng ta. Em đừng giữ những chuyện như vậy ở trong lòng làm gì chứ. Vì điều chắc chắn nhất là anh luôn luôn đứng về phía của em. Anh là chồng của em mà, đúng không? Ừ?
cười lên cho anh coi đi. Chúng ta đi làm thôi. Em đã từng nói rồi, anh nên ở nơi mà anh xứng đáng và phù hợp với anh nhất. Và chỉ có em mới có thể cho anh được điều đó thôi. Cảm ơn em rất nhiều. Đi thôi. Đã, cô đang nói cô là ai vậy hả? Mình là Nisa đây, là bạn của cậu mà. Nisa. Ừ. Chết mất thôi. Trời nóng quá, có thể nó làm cho con người ta cũng trở nên kỳ lạ. Với lại chắc tay tôi có vấn đề rồi. Tôi về trước thì hơn. Nè má. Buông tôi ra đi. Má à, nghe mình nói đã. Cô làm gì vậy hả? Mình sẽ giải thích cho cậu nghe mà. Nè, buông ra. Cô còn giải thích gì nữa hả? Nè, cô nghe tôi nói đây. Nisa, bạn của tôi đã chết rồi. Cô ấy đã chết rồi. Cô ấy đã rơi xuống vực ở Hàn Quốc đó. Đây, đây là gì chứ? Cô dám mang cả cái chết của bạn tôi ra đùa giỡn với tôi hay sao hả? Tôi không đùa với cô đâu. Tự nhiên cô tới rồi nói với tôi cô là Nisa nữa. Mặt của cô không hề giống Nisa một chút nào hết. Đủ rồi, không thấy buồn cười một chút nào đâu. Điều mình nói là thật mà. Nếu cô thực sự là Nisa, vậy cô chứng minh đi. Cô chứng minh là Nisa. Nếu như cô không chứng minh được thì cô cũng đừng làm một con virus của xã hội. Làm khổ người khác như vậy cô thấy vui sao? Cô thấy sao? Đúng là đồ điên. Lẻn vào nhà của bạn tôi, lại còn bịa chuyện lừa tôi. Mình là bạn của tôi nữa chứ. Cô thấy vậy vui sao? Đủ rồi đó nha. Nếu như cô còn dám làm vậy một lần nữa, tôi sẽ không tha cho cô đâu đó. Chúng ta cùng học trường Darun Fit Thay Gia. Chúng ta thân nhau từ hồi tiểu học. Hai răng cửa của cậu là răng giả. Răng thật của cậu bị gãy rồi. Hồi cậu ăn trộm mía của mình, nhưng gặp ai cậu cũng nói rằng cậu ngã đâm vào phải cái cột. Hồi học lớp 11 dịp năm mới, mình còn nhớ là cậu, cậu đã nhờ mình gửi tin nhắn cho anh suốt kẹt cái anh học lớp 12 mà cậu thầm thích từ hồi lớp 8 đó. Nhưng dịp năm mới, mình nói như vậy có đúng hay không mát? Tin nhắn đó còn có nội dung là nhân dịp năm mới. Cậu cho sứ mạnh của thầy Tru Anh chủ trì chùa Tê Qua Rát, xin cầu chúc cho anh suốt hẹn và gia đình của anh. Yêu Masi. Chỉ người mà thôi. Ui, đây chính là lời chúc ích kỷ nhất mà mình từng thấy trong dịp năm mới luôn đó má. Thì tại Nisa chứ còn ai. Lén nhắn thêm lời vào làm cho mình lúc đó xấu hổ quá trời luôn. Bởi vì mình biết anh ta sẽ không bao giờ thật lòng với cậu hết.
Mà cũng đúng, may đó, may đó, may đó, may mà lúc đó Nisa giúp mình. Mà sao cô, mà sao cô lại biết chuyện này? Cô đừng có nói với tôi là Nisa sao? Ôi, Nisa à, đã nói là đừng kể chuyện này cho ai nghe rồi mà, kỳ thật đó. Mình chưa từng nói chuyện này cho ai nghe hết mà. Mát à, cậu là người duy nhất mà mình có thể tin tưởng. Cũng đúng. Ôi trời, chúng ta rất thân nhau, còn kể cho nhau nghe hết tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện của anh Phong. Cậu nói cậu sẽ không bao giờ làm hại mình, và cũng không mong muốn điều gì xấu xảy đến. Cậu chỉ lo cho mình và muốn mình hãy sáng mắt nhận rõ bộ mặt thật của anh ta. Và hôm nay mình cũng đã biết điều mà cậu nói, tất cả là sự thật. Mát à, mình và con của mình luôn luôn mang ơn cậu cả đời. Nisa, mình chỉ có thể tin cậu một nửa thôi. Vậy để xảy ra chuyện gì vậy hả cậu? Rốt cuộc để xảy ra chuyện gì với Nisa bạn của mình vậy chứ? Đã xảy ra chuyện gì với cậu rồi? Mình, tình yêu của anh bắt đầu từ đây. Hãy đăng trắng hai chu đi. Không phải tình yêu của một mình anh đâu, mà là tình yêu của chúng ta. Ừ, tình yêu của chúng ta. Ừ. Nisa, anh hứa, anh sẽ chỉ yêu một mình em thôi. Anh sẽ không bỏ rơi em đâu. Dù cho xảy ra bất kỳ điều gì giữa hai chúng ta, từ giờ cho tới mãi về sau, anh sẽ luôn luôn chăm sóc cho em và con của chúng ta nữa. Và con của chúng ta mãi mãi. Ừ. Anh lại đây đi anh Phong, em chụp xong rồi. Ôi, anh Phong. Nisa, anh Phong à, anh,
Đi sao? Anh Phong. Đi sao? Bám chặt cháu. Anh Phong. Đi sao? Bám chặt Lý. Đi sao? Bám chặt cái tay của anh. Đừng buông tay. Đừng buông tay. Anh Phong. Đừng buông tay anh. Đi sao? Anh Phong. Anh Phong. Đi sao? Đi sao? Đi sao? Cô tỉnh rồi sao? Tôi là người đã tìm thấy cô đó. Ồ, cái đồ của chị? Vậy ở đây nuôi anh nó? Sao cô quan hệ có gạt thương đề? Cô gái. Cô gái à, cô có sao không? Cô gái à, có nghe thấy không? Cô gái. Lúc đó tôi đã rất lo lắng cho cô. Tôi thấy cô nằm ở mỏm đá ở chỗ nhà của tôi. Đứa bé trong bụng cô bác sĩ nói không cứu được nữa. Vì lúc đó bị da đập rất mạnh, bác sĩ không thể cứu được nó nữa. Tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bác sĩ nói trí nhớ của cô vẫn chưa trở lại. Cần thêm chút thời gian để cô có thể nhớ lại toàn bộ mọi chuyện trước đây.지금 신체 내부적으로는 100% 완치가 됐어요. 근데 지금 피부가 지금 많이 손상이 돼가지고 더 늦기 전에 피부 이식 수술을 해야 될 것 같습니다. 여러 가지 그럼 많이 수술을 해야 되고 바꿔야 되나요? 지금 몸 전체 이식 수술을 해야 될 것 같아요. 몸 전체를 해야 되고 지금 얼굴이랑 목 그리고 일부분은 성형 수술까지도 같이 해야 될 것 같습니다. 전체적으로 다 바꿔야 된다는 얘기네요. 네 맞습니다. 지금 전체적으로 세부 조직을 다시 해야 될 것 같습니다. 그러면 다 바뀔 수 있겠네요. 거의 새로운 사람이 될 것 같은데. 리사. 응? 야. Anh yêu em rất nhiều. Anh yêu mọi thứ thuộc về em. Lông mày, mắt của em, mũi, và môi của em. Gương mặt này, mọi thứ, cơ thể của em, và còn tâm hồn em. Mọi thứ làm nên con người của em, tạo thành em. Đối với anh, điều đó là một điều tuyệt vời, là điều đẹp nhất trên thế giới này. Anh yêu em đi xa.
Bình tĩnh, bình tĩnh đi. Không sao đâu, không sao đâu. Sự thay đổi lần này sẽ giúp cuộc đời cô tốt hơn mà. Không sao đâu, ổn thôi. Ổn thôi mà, không sao đâu. 괜찮을 겁니다. 지금보다 더 좋아질 거예요. Không sao, bình tĩnh đi. Bình tĩnh đi ha. Cô muốn nói gì sao? Chờ tôi một chút. Đây, cô hãy dí vô đây đi. Alo, đây là nhà bác Sa Chai ạ. Alo, có phải là họ hàng nhà bác Sa Chai phải không ạ? Xin giữ bình tĩnh ạ. Mà Tri xin được phép, xin được phép thông báo tin buồn. Là bác Sa Chai, bác Sa Chai đã qua đời vì tai nạn xe vào tháng trước rồi ạ. Và tệ hơn nữa là một tin buồn khác, Lisa, con gái của bác ấy cũng đã qua đời vì tai nạn ở Hàn Quốc trước đó không lâu rồi ạ. Bây giờ gia đình không còn ai. Dạ xin lỗi, có phải là họ hàng không ạ? Alo. Cái gì vậy trời? Gọi đến mà không nói gì hết. Oh, my God.